đăng ký ngay 138vui.biz để nhận thưởng 3.800.000 đồng. Sao nay về trễ vậy con? À, con đi làm thêm. À, mẹ tưởng con có chuyện gì. Dạ, đâu có chuyện gì đâu. Ủa mà, sao giờ này mẹ chưa ngủ nữa? Mẹ đang bệnh, thức khuya không có tốt đâu à. Câu đó để mẹ hỏi con là đúng hơn đó. Đi làm gì mà làm ngày, làm đêm. Bộ trâu bò sao mà con biết mệt vậy? Mẹ đừng có lo cho con còn trẻ, còn khỏe, con làm được rất là nhiều việc. Đó. Ủa, mà mẹ uống thuốc chưa vậy? Còn thuốc đâu mà uống. Với lại mẹ cũng bớt ho rồi. Mẹ nghĩ chắc mẹ khỏi cần uống thuốc nữa nha con. Đâu được mẹ, sao mẹ nói vậy được. Mẹ ho như vậy đỡ đâu mà đỡ. Thôi, bây giờ mẹ nghỉ ngơi đi. Ngày mai con sẽ mua thêm thuốc cho mẹ nha. Nè con. Dạ. Con cứ lo cho mẹ như vậy hoài. Rồi chừng nào con lo cho con. Nói chung là con cũng chưa nghĩ tới. Mà trước mắt là con phải lo đúng cái bổn phận của con cho tròn cái đã. Rồi sau đó con muốn làm gì con làm. Nói chung là mẹ đừng có lo cho con. Con làm gì con biết nha. Thôi bây giờ. Mẹ rất tự hào về con. Thôi mẹ đi ngủ đi mẹ. Khuya lắm rồi đó. Ừ biết rồi. Cứ đuổi hoài hà. Mẹ vô đó. Dạ. Mà mấy người cũng lo đi ngủ sớm nghe chưa. Dích mà đạp. Đi đi lẹ đi ngủ đi nha. Biết rồi. Ngủ liền á. Chẳng phải hôm qua tôi đã ứng tiền cho cậu rồi sao? Dạ, nhưng mà hôm qua con trên đường về con bị cướp hết tiền rồi chú. Bây giờ con đang cần tiền gấp. Chú cho con ứng thêm tháng nha chú. Xin lỗi, tôi không thể ứng thêm cho cậu được nữa. Nhưng mà chú ơi, chú giúp con đi. Ứng tiền mấy lần. Không biết mày bị cướp thiệt hay là cần tiền để tiêu xài. Anh nói chuyện vô đàng hoàng nha. Tôi thật sự cần tiền để lo cho mẹ tôi. Anh không biết gì thì đừng có nói. Ai làm chứng cho mày điều đó? Hả?
hay là cần tiền tiêu xài thì nói. Tôi không cần thiết phải nói chuyện với anh. Dạ thưa chú, chú ứng cho con một tháng nữa đi chú, con thật sự cần tiền mà chú. Đừng thầy, tôi nghĩ là nó đang cần tiền tiêu xài đó thầy. Nè, tôi nói chuyện đã rất lịch sự với anh rồi nha. Rồi mày làm gì tao? Khe, con đi tập tiếp đi. Còn cậu, tôi không thể ứng tiền thêm cho cậu được. Mong cậu thông cảm cho. Chú, đăng ký ngay 138vui.biz để nhận thưởng 3.800.000 đồng. Ê nhóc, là chú nữa hả? À, chú này chứ ai. Rồi gì đây, định đánh tôi nữa hay gì? Không, đánh gì mà đánh. Khỏe rồi hả? Trâu thiệt. Sao mặt buồn hiu vậy? Thì chú mất tiền nữa rồi, chú buồn không? Buồn. Buồn chứ. Nhưng mà bộ cậu cần tiền lắm mà. Ừ. Muốn kiếm tiền không? Muốn. Đi theo tao. Dạ. Hả? Gì vậy? Làm gì? Lên xe. Xe của người ta hả cha nội? Ủa xe của người ta hả? Mở mở người ta tưởng ăn trộm, người ta dí. Ai biết đâu. Chừng đâu tao chạy mày. Đi bộ. Ủa chú mày đi đâu chú? Đi đi được biết. Chú. Gì? Bác Khánh Hầu. Cái gì? Bác Khánh Hầu. À hát hầu đúng không? Đúng rồi. Không có nghe được cái gì. Tên gì? Tên Nguyễn Văn Bình. Cái gì? Nguyễn Văn Bình. À Nguyễn Văn Bình. Mai mốt nói chậm lại rõ ra ha. Như vậy con gái nó không thích đâu. Nhiêu? Đây. Đây không nói luôn hả? Ê, hai trai. Rồi Nguyễn Văn Bình. Chưa có lấy cái phiếu. Mới lần đầu tới đây đúng không? Lần đầu tới đây đúng không? Quên. Không sao, không sao, dần dần quen à. Thua vài cái nhà là quen à. Vậy á. Ngày gặp mời ông về chết. Ê, anh Kim Cúc, khỏe hả anh? Ừ. Bắt cho em đặt hát hầu đi. Hát hầu luôn. Hát hầu. Kèo ngon luôn. Nhiều. Hai chai. Hai chai? Hai chai. Hơn đi. Hai chai rượu. Mình lẻ quá, ba chai đi. Chơi luôn. Chơi luôn, đây. Này nhiêu? Có hai chai là cha nội. Hùm xám, một ăn mười. Ồ, ngon à, ngon à. Hai chai, như vậy hai chai. Hai chai, hùm xám. Hai chai. Ê, nỉ, nỉ mới nói nha. Đó, anh tám. Hùm xám. Ê, mà kèo này một ăn mười. Hơn đi. Một người hả? Ừ. Năm chai đi. Cho nợ là hai, ba chai, được không? Chớ cho nợ cha. Anh em không à. Nợ là tôi trừ lại phần trăm tôi á. Anh em không à. Rồi anh tám, hùm tám 5 triệu, đưa trước 2, nợ 3 triệu. Rồi hùm tám kẹo này chắc ăn không? Chắc ăn luôn, một ăn mười. Lý lắm nha anh tám. Rồi vui vẻ nha. Chị nó dạo to rồi. Thơm. Bác ai? Chim Cúc. Ôi, chú Hùng. Bữa nay rồng đến nhà tôm. Chú Hùng bây giờ mà rồng cái gì?
giun đất thôi. Ôi giun đất. Ê coi giun đất coi chừng là thành con mồi của chim cút nha. À, bậy bậy. Chim cút với giun đất là bạn mà. Ê. Ê, bữa nay có kèo hầm xám thơm lắm. Bột ăn 10. Bắt luôn nha. Thôi thôi thôi. Nay tao đăng ký đi đánh. Hùng đại bàng đăng ký đánh. Ê, bậy bậy. Trời cái giò này mà đánh cái gì? Vô làm bao cát cho người ta đánh nữa. Ủa tưởng tưởng anh chơi là đòn xoay. Không. Đăng ký cho thằng này. Anh Chim Cúc. Chào anh Chim Cúc. Được không? Được. Ê sao nhìn sinh viên quá vậy? Nhưng mà nó mạnh lắm. Được. Được không? Trời chắc chắn mà. Mà nó có chuyên môn không? Không. Thôi thì không được ông ơi. Tưởng ông đánh thì cũng cho vô được chứ này vô chua lắm. Được không? Được không? Không. Nghe nè, Chim Cúc. Chỗ quen biết mà đúng không? Quen đó. Thì Chim Cúc giải quyết được chuyện này mà. Chim Cúc quyền lực biết bao nhiêu mà cái này có gì đâu. Đúng không? Có gì... Có gì anh gửi riêng cho. Nhớ nha. Ừ, là bạn. Nhưng mà cái vụ này cũng căng đó nha. Căng. Nhưng mà chắc không? Chắc. Chắc chắn. Ok. Tên gì? À, dạ Tính. À Tính Toán. À, không. Dạ không phải. Nguyễn Văn Quy Tính. Tính. Chắc chắn mà Quy Tính. Tên Quy Tính là chắc chắn rồi. Dạ. Tên vậy lên võ đài là chết rồi. Không lẽ giờ nói bác sĩ đây xin mời bác sĩ Quy Tính. Khán giả. Gì vậy? Ờ ha. Được rồi để tôi tính cho. Từ nay mày sẽ tên là Đại Long. Đăng ký ngay 138vui.biz để nhận thưởng 3.800.000 đồng. Đây. Yeah. Oh. Thấy không khí ở đây không? Yeah. Chú. Con về. Về cái gì? Bay tầm bạc. Lên tới đây không có về. Trời ơi, không khí đang hào hứng như vậy mà. Tự tin lên. Con thấy không ổn cho lắm chú. Không ổn. Trời ơi. Sao quýnh ác quá vậy? Ác gì? Tại lần đầu con thấy vậy thôi. Chứ hôm qua con đánh con ác vậy đó. Hiểu không? Mà lần đầu thấy nó vậy chứ bình thường. Mọi người đấy, mọi người đang rất vui vẻ đây thấy không? Thì lần đầu tiên con mới đánh kiểu này luôn. Trời, không có lần đầu. Lần đầu là đi bơi, lần đầu đạp xe, đúng không? Thank you.
Ráng ăn đi, lấy lại sức. Không ăn nổi chú ơi, đau quá. Rồi ăn được không? Hay để chú nhai chú nhè ra cho mày ăn. Thôi, để anh tự ăn, ghê quá. Mà chú, xin lỗi chú nha, con không đem gì chiến công cho chú được. Sao sao? Dạng sự khởi đầu nan mà, gian nan đừng có nản là được rồi. Mà chú, con nhận nỗi đánh người thì con. Chắc, chứ làm sao? Thằng đó tao nhớ không lầm là nó quýnh 20 mấy trận rồi đó. Mày mới mà nãy mày lết xét ra được khỏi đó là hay rồi. Mày thấy nguy hiểm quá. Nguy hiểm chứ. Có mấy thằng đụng nó một cái giải nghệ luôn. Nguy hiểm gì cho chú còn đẩy con vô đánh nữa. Giờ con ra vậy nè. Đâu, đâu có gì. Trời ơi, cái này là do mày chưa có kinh nghiệm. Chứ sau này chú chỉ con, con sẽ thành võ sĩ chuyên nghiệp. Lúc đó con không sợ thằng đó nữa ha. Thôi ghê quá. À, ăn đi. Cho ghê. Con cho con không đánh nữa đâu. Sao không đánh? Nghĩ tầm bậy tầm bạ không? Không có gì hết, hiểu không? Chú thấy con là người có tố chất, chắc chắn sẽ làm nên chuyện. Nhưng mà con không có tin chú. Thằng, nói cái gì vậy? Bộ mày không nghe người ta nói chịu đấm ăn xôi hả? Không có tiền mà làm biến có sao được. Thôi thôi, ăn đi ăn đi. Ủa mà chú. Gì? Hồi nãy chú nhét cái gì vô miệng con vậy? Cái đó là dụng cụ bảo hộ để giữ cái hàm răng của mày, hiểu không? Rồi. Nãy không có cái đó là mày ăn cháo rồi chứ không phải giờ ngồi ăn hủ tiếu đâu. Dụng cụ bảo hộ mà miệng con vừa vậy hả? Có rồi mới còn răng đó. Ủa mà đó, cái đó đâu ra vậy? Nó là vật kỷ niệm của chú đó. Nó đã theo chú cả một thanh xuân. Chú cùng với nó đã chiến thắng biết bao nhiêu trận đấu oai hùng. Cứ mỗi lần chú ngậm nó, chú đánh nó ào. Chú quý nó tới nỗi mười mấy hai ba năm rồi đó mà chú chưa rửa đó. What? Cái gì vậy? Ghê quá. Mày khùng quá. Trước khi tao đưa mày ngậm tao rửa rồi. Cũng ghê quá. Tiêu có ăn mà ui cái gì. Ráng ăn đi cho có sức. Sạch mà. Ăn đi. Ui chịu sao ăn nữa. Mày mở ra không được. Cầm 100 ngàn. Gì vậy? Một băng thuốc đỏ. Thôi. Thôi chú cầm đi. Cầm đi. Bây giờ con đánh, con không có làm được gì cho chú mà giờ còn lấy tiền của chú nó kỳ lắm. Chú cầm đi. Không có sao. Nghe lời chú. Chỉ cần ngày mai á, đi theo chú tập luyện, đánh sau này thắng là có nhiều tiền trả lại chú. Được. Không gì đâu. Được không đó? Được. Con phải tin chú. Chú đã nói rồi, con rất là có tố chất, hiểu không? Con chỉ cần đánh thắng một trận thôi là con quá trời tiền luôn. Chú đã nhầm nhò gì? Con trả chú gấp 10 lần con được. Thôi con thấy khổ quá. Con không làm không? Trời, khổ cái gì con? Chú nhìn con, chú biết con sẽ làm nên chuyện. Tin chú đi. Chú thôi, chú đừng nói nữa. Cái gì mà con đã không thích rồi thì con không làm đâu. Tao mệt mày quá. Chịu thôi mày. Ăn không nổi với mày luôn. Tính tiền chị ơi. Ăn lại đi. Hai tô 50. Nhìn cái gì? Tính tiền đi.
Còn tính hả? Trời, mày có tiền mày trả đi chứ tao có cắt bạc đâu. Ờ, dạ. Thôi, con nói chú rồi đó. Con phải về suy nghĩ lại. Chứ đừng có nói nữa, nha. Ghê quá. Suy nghĩ. Đây là cơ hội của mày đó. Còn mày không chịu á, thì ngu ráng chịu. Ngu này. Ê, đi thiệt mày. Làm gì vậy? Rung đùi. Què cũng rung nữa. Rung bằng tay. Vui cho nên rung. À, nào thua lấy 2 triệu. Ừ, trời ơi, thua mà cũng vui. Thôi về đi. Bậy rồi. Còn tiền thắng đồ miếng chi. Già mà nhớ dai quá nha. Trẻ mà hay quên quá nha. Nè cha già. Ừ, cảm ơn cha trẻ nha. Đủ rồi, bye bye. Ê, bye. What? Đi đâu? Go home. Nãy nhớ hứa gì không? Ồ. Nhớ hứa gì không? Thôi, đừng có đá. Đá cái giò mà máng vô lan can giống tao luôn à. À, nhớ. Bạn thân mà sao không nhớ. Biết điều nha. Tính riêng cho chim cút. Nhưng nói ông nghe, bình thường á, dắt gà lại đánh á, là không được cá độ. Biết mà. Nể lắm đó. Biết. Lần này thôi. À, phải chơi hoài kỳ. Nhưng mà chơi hoài với tôi được. Nhớ nha. Ê, nhưng mà tôi thấy cái thằng đó bữa nay nó thua, nhưng mà được cái á là trong mắt của nó tôi thấy có độ lì và có tiềm năng lớn lắm. Chú đúng là biết nhìn người nha. Nó rất là có tố chất, nó đánh cực kỳ trâu. Nó mà đánh là cái trận nó tôi rất đã. Nhưng mà nãy thua nhanh quá. Thì hôm nay bữa đầu mà từ từ nó có kinh nghiệm. Mà quan trọng là nó có cái mùi tiền nữa. Tôi nghe mùi chua á cha nội. Đứng gần là chua muốn chết. Chắc mày thơm ha. Tao về à. Làm từ tối vậy giờ mới chua chứ sao. Đăng ký ngay 138vui.biz để nhận thưởng 3.800.000 đồng. Gì đó không bỏ. Còn chú chút nữa lên á. Đọc kia giống như là qua đọc 2 lần trước. Nói đến vậy. Sao giống được chú. Chú đâu khác. Chú này nó quá trời luôn hả. Khác gì tại lần đầu tôi thấy vậy thôi. Chứ qua nó mát vậy đó. Đấy, đó chính là Đại Lâu. Đâu có 100 người hả? Ừ, 100 người. Trời ơi, 100 người hả ba?
Cao anh đã nè. Cái con cá mà nãy em nói dọ. Sao xin lại cái đó đi.